Sáng sớm ngày 25 tháng 6, tàu cứu nạn SAR-413 đã đưa ngư dân Mai Văn Thu về bờ để chữa trị cấp cứu. Trước đó, ngư dân này đi trên tàu cá BV-4517TS và bị bỏng nặng do hầm máy tàu cá bị cháy. Trưa ngày 24 tháng 6, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin yêu cầu cứu nạn từ thuyền trưởng tàu cá BV-4517TS. Cụ thể, trong lúc tàu cá đang đánh bắt hải sản ở vị trí cách Vũng Tàu khoảng 136 hải lý về phía đông nam, hầm máy tàu cá bị cháy, làm cho máy trưởng Mai Văn Thu, 42 tuổi, bị bỏng nặng. Trung tâm đã kết nối, hướng dẫn sơ cứu y tế cho thuyền viên và yêu cầu thuyền trưởng tàu chạy hết tốc độ về mỏ Đại Hùng, cách tàu bị nạn khoảng 8 hải lý để được cấp cứu ban đầu. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết trên biển rất xấu nên không thể đưa nạn nhân lên giàn để chăm sóc. Bác sĩ tại mỏ Đại Hùng đã xuống tàu cá BV-4517TS thực hiện sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân, đồng thời điều tàu SAR-413 ra hiện trường. Mặc dù điều kiện thời tiết rất xấu, gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 6, nhưng tàu SAR-413 hành trình xuyên đêm với tốc độ tối đa để đưa nạn nhân về bờ cấp cứu.